Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bài tiếp theo của tôi là hướng dẫn cách hàn chân màn hình, hàn đường màn hình này. Đây là màn hình nhá. Rồi. Đây, màn hình hàn chân. Khi thay màn hình hàn chân này. Đây. Đấy, đây là chân để mình để cái màn hình vào. Đây. Đây, đây. Đấy, là mình để màn hình vào. Trong quá trình mình hàn thì mình phải cọ sạch nó đi nhá. Mình không có để quay máy hộ, thế nên phải tự quay. Vâng, đây là máy hàn. Đây mình chỉnh nhiệt độ rồi. Đây. Chỉnh nhiệt độ ở nhà sao cho nó cái mỏ hàn của mình nóng ra được nhé. Vâng, xin chào các bạn. Để tiếp tục thôi. Đây nha. Đây mình quay nhà cho các bạn dễ nhìn. Đây là cái ghế này, mình tráng chiếc đi. Các bạn nhìn rõ nha, mình để hai đầu trước, nhà hai đầu này dính xuống trước này. Đấy. Ừ, hàn này. Đấy. Bạn mua máy hàn này là 750. Hoặc là mua hàn rẻ hơn thì 500, 300 cũng có. Mà tốt nhất là mua em mua cái hàn nào nó đắt tí, dùng thích điện nó nhiệt nó dẫn nó ổn định hơn. Đây cái mỏ hàn này. Đây. Mình phải cọ sao cho nó trắng nhá. Đây, trắng cái mỏ hàn. Đấy, trắng cái mỏ hàn như này thì khi mình hàn vào nó dẫn nhiệt tốt. Đấy, hàn xong như thế. Nắp pin vào thử xem. Vâng, chú đợi cho. Hàn này các bạn phải để nóng nhiệt cho nó nóng nhá, không nó xít chân vào là các bạn bị hỏng hết cái đường này nha. Các bạn lưu ý. Mỏ hàn phải cực nóng. Nóng mà chảy tiếc nó đẹp và noi thôi. Thì các bạn khi hàn vào thì nó không bị hỏng cái đường mạch này. Các bạn làm dần thì quen thôi. Làm dần thì các bạn có độ tin tưởng vào tay mình thì mình lúc ấy tự khắc tự nhiên mình sẽ biết thế nào mình hàn được chuẩn chuẩn. Làm dần thì quen rồi, nghề sửa chữa là thế, tay phải thạo. Con này ra đi rồi.
Ê, nó bị chết mất rồi. Thôi, hôm nay mình học đường Hàn này. Với tiện đây mình cho bạn xem luôn thay loa thay mic thế nào. Đây là loa này. Đây là loa nó nhá. Đây loa. Đó. Đấy không? Thay loa nhá. Loa mình nhấc cái loa ra mình thay thôi. Đây. Đấy. Chân nhá, chân mình làm rồi. Đấy, chân này. Chân ngoài đấy, mình vừa nhấc ra xong. Các bạn nhìn chưa? Mình hàn vào nhá. Hàn vào này. Hàn vô, đấy, hàn vô vào. Hàn vô. Đấy. Đây là khi mình hàn xong rồi. Tay run vãi cả. Đấy, khi mình hàn xong nó như thế nha. Đây, đấy, chuẩn chưa? Đấy, hàn xong. Được, hàn được loa nhá. Đây, sửa loa, ở ngoài thay loa chứ. Có sao đâu, đơn giản này này. Đây kỹ thuật bóc màng ở trong này nó dính như này. Bóc ra mình dán vào lại vào đây cho loa mình nó không bị mặt sắt nó vào. Nhiều người bảo sao cái loa mình rẻ nó mặt sắt nó vào nó rẻ sao. Đây dán lại màng loa nó. Các bạn làm này kiên trì, mới đầu tay nó run lắm. Đấy, làm dần nó quen thôi. Các bạn cứ từ từ mà làm thôi. Đây bây giờ mình nhấc cái này ra. Đây. Đây là loa. Bệnh loa thay loa. Vỡ màn hình mình thay màn hình nhá, hàn chân màn hình này. Đấy. Đấy, chân màn hình. Đấy, đẹp chưa? Đấy, nét càng đẹp nha. Ok chưa? À, mình đã hàn vào rồi, mình lại nhấc nó ra đúng không? Đấy, nhấc ra thì cũng đơn giản thôi. Để cái mỏ hàn nóng vào đây. Đây các bạn nhìn. Đây nha. Đây, để mỏ hàn đây. Đấy, nhấc nó ra. Từ từ thôi nha, để cho tiếc nó nóng thì mình mới bỏ ra cho dễ dàng nha. Ok chưa? Đấy. À. Đây. Ok. Đây. Đấy, mình lấy xong ra. Đấy. Đẹp không? Đẹp không? Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, các bạn nhấc cái ngoài ra cất đi. Sau còn lại. Đấy, loa xong rồi cất đi, cất vào đây. Đấy, cất đi. Đây là rung à. Rung tờ rung tung tung. Rung, đấy. Hàn vào, đấy. Tháo ra. Tháo. Tháo rung. Tháo đèn led này. Đây, đèn led này. Tháo. Đèn led. Ok. Này mình cắt đi thôi. Đấy nha, các bạn tháo đường này ra. Hôm nay mình dạy các bạn cách tháo, hàn tháo. Hàn vào, tháo ra.
Đó rồi. Đây là các bạn để ý nhìn nha. Để nó ăn rồi. Để nó nóng xong mình đi dần dần nó sang nhá. Cho nó bám nhiệt vào. Để mình kéo từ từ ấy thôi, nhẹ nhàng thôi nhá. Mình mà kéo mạnh tay quá ấy, nó hỏng ấy nhá. Còn đây là chân sạc đó, đây là chân sạc chân kim. Chân sạc nhỏ ấy. Chân nhỏ ấy nhá. Thay ở đó, thay này, găm vào đây. Đấy, găm vào nhà. Đấy thì nó cái chân này tiếp xúc vào đây. Đấy, ok chưa? Nếu mà đi tới bài sạc thì mình sẽ giới thiệu sạc đầy đủ hơn. Ok. Vâng, xin chào các bạn. Đấy, hôm nay bài học hàn xì của mình đã xong. Đã kết thúc. Xin chào. Đây, hàn đây. Hàn đây. Tắt đi nhá. Đấy, tắt đằng sau ạ. Tắt. Đấy, tắt đi. Ok.